Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để phản ánh không khí trong ngày khai giảng năm học mới 2018-2019. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng năm học mới tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên học sinh cả nước. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng năm học mới 2018-2019 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên học sinh. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, tôi gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên học sinh cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học vừa qua, ngành giáo dục tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục, các cấp học được nâng lên, các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic và các cuộc thi khoa học kỹ thuật khu vực quốc tế đều đạt giải cao, được bạn bè quốc tế mến phục. Nước ta lần đầu tiên có Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót hạn chế, đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc. Chú trọng phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm hơn nữa con em các đối tượng chính sách, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học. Các em sinh viên, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành giáo dục cùng các em sinh viên, học sinh đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới. Thân ái, Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học Phổ thông Quảng Minh. Thăm và chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường tiểu học Hiền Ninh, trường trung học cơ sở Võ Ninh, huyện Quảng Ninh. Năm học mới 2018-2019, trường trung học phổ thông Quảng Ninh có 23 lớp với 936 học sinh và 59 cán bộ giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong năm học mới này, trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, tập trung đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Đến dự và chung vui với thầy và trò trường Trung học phổ thông Quảng Ninh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã đến trọng khai giảng năm học mới 2018-2019. Phát biểu với tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Với sự đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của tập thể sư phạm và học sinh nhà trường, năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông Quảng Ninh đã có trên 100 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 435 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 94%. Bước sang năm học mới 2018-2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống của vùng quê hiếu học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Trong một cái không khí rộn ràng, đầy phấn khởi, bước vào khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi rất vui mừng
tôi và các đồng chí ở trong đoàn công tác của tỉnh đến dự với lễ khai giảng của trường Trung học phổ thông Quảng Ninh. Trước hết, thay mặt các lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, các bậc phụ huynh, quý vị đại biểu và tất cả các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc cho thầy và trò của trường Trung học phổ thông Quảng Ninh bước sang một năm mới có nhiều thành công mới. Trường Trung học phổ thông Quảng Ninh đứng chân trên một địa bàn của một huyện giàu truyền thống cách mạng, có truyền thống hiếu học, là cái nơi mà đào tạo nhiều tài năng ở cho quê hương của huyện nhà, của tỉnh và đất nước. Và có thể nói rằng đây là một cái địa chỉ tin cậy của nhân dân ở trên địa bàn của huyện. Chúng ta bước vào cái năm học mới 2018-2019 trong một cái bối cảnh tình hình đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng và huyện nhà của chúng ta nói riêng vừa có những cái thuận lợi các bạn, nhưng đồng thời cũng gặp phải những khó khăn rất lớn ở trong một cái thời kỳ mà cả đất nước đang còn tiếp cận và thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đòi hỏi cái sự nghiệp giáo dục đào tạo của chúng ta ngày càng có những bước phát triển rất là vượt bậc. Ở đây, đối với trường Trung học phổ thông của Quảng Ninh thì tôi xin đề nghị với nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của những năm trước và phát huy truyền thống của một quê hương hiếu học để tập trung dạy tốt, học tốt và đào tạo được nhiều tài năng cho quê hương và cho đất nước. Trước hết thì tôi đề nghị nhà trường cần phải quán triệt và triển khai thực hiện rất tốt về cái chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục đào tạo và tích cực đẩy mạnh các cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Tập thể của hội đồng sư phạm của nhà trường là cần phải tích cực đổi mới trong cái phương pháp giảng dạy của mình theo một cái hướng tích cực, sáng tạo, vừa nâng cao được trình độ văn hóa cho học sinh, vừa đào tạo về nhân cách, đạo đức lối sống và tri thức pháp luật cho các em học sinh để chuẩn bị một cái hành trang cho các em khi bước vào đời. Còn đối với các em học sinh thì phải cố gắng nhiều hơn nữa vượt qua những cái khó khăn để tập trung học tập thực sự là con ngoan trò giỏi. Đối với các thầy cô giáo tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa với trách nhiệm là đào tạo cả một thế hệ để làm sao đó chúng ta đẩy mạnh được cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Nhân dịp này thì tôi đề nghị cấp ủy và chính quyền ở địa phương của cấp huyện và kể cả các ban ngành của cấp tỉnh là phải tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để giúp cho nhà trường để hoàn thành tốt về cái nhiệm vụ của năm học mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm trường tiểu học Hiền Ninh và trường trung học cơ sở Võ Ninh. Tại những nơi đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo các trường báo cáo thành tích của nhà trường và những định hướng nhiệm vụ trong năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đánh giá cao những thành tích mà các trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, các trường cần chủ trọng tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để góp phần hoàn thiện việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, chất lượng dạy học để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới. Tại huyện Lệ Thủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Mai Thủy. Bước vào năm học mới 2018-2019, trường tiểu học Mai Thủy có 31 cán bộ giáo viên nhân viên và 14 lớp học với hơn 400 học sinh. 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn. Với mục tiêu giáo dục học sinh theo hướng tích cực, toàn diện, thân thiện, trường tiểu học Mai Thủy quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường tiểu học Mai Thủy đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị về phía nhà trường cần phải tập trung để mà có một cái chất lượng ngày càng tốt, xứng đáng với truyền thống một cái trường tiểu học xã Mai Thủy là cái lá cờ đầu trong cái giáo dục tiểu học của huyện Lệ Thủy. Tôi cũng mong muốn là các cấp ủy chính quyền của huyện, của xã
cần phải có quan tâm để nhà trường nhiều hơn nữa để mà phát triển nguồn nhân lực, bởi vì suy cho cùng á thì con người là quyết định, tỉnh ta là tỉnh nghèo nhưng chúng ta có rất nhiều tiềm năng. Vấn đề còn lại là vấn đề là nguồn nhân lực, mà đó là phụ thuộc vào cái sự dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo và cái quyết tâm học tập của các em học sinh. Và mong rằng một năm học mới 2018-19, một năm học mà trên địa bàn huyện nói chung cũng như là xã Mai Thủy nói riêng, chúng ta đạt được thành tích cao. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa và quà cho trường tiểu học Mai Thủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà và động viên tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy và trường trung học phổ thông Lệ Thủy. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, thời gian tới trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy cần thực hiện tốt những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trường trung học phổ thông Lệ Thủy cần chú trọng đến công tác xã hội hóa giáo dục và đảm bảo biên chế theo quy định cho giáo viên. Tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Đồng Phú và đến thăm trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới. Năm học mới 2018-2019, trường tiểu học Đồng Phú, thành phố Đồng Hới có gần 1.500 học sinh, trong đó có 381 học sinh lớp 1. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học, được Thủ tướng Chính phủ tăng cơ dẫn đầu cả cấp học trong toàn tỉnh, được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen và nhiều bằng khen, giải khen của ngành giáo dục địa phương trao tặng. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương ghi nhận và biểu dương những kết quả dạy và học của nhà trường trong năm học vừa qua. Đồng chí lưu ý trong năm học mới, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục thực hiện nền nếp kỷ cương, tích cực thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống, tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua dạy và học của tỉnh. Đến thăm và chúc mừng nhân ngày khai trường tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực cố gắng của trung tâm đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm, tấm lòng nhân ái, yêu thương dạy dỗ và chăm sóc các em học sinh khuyết tật, giúp các em sớm phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng. Đến thăm tập thể sư phạm trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương lưu ý, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng việc chăm lo giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ngành, chính quyền địa phương cần có sự quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các trường nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học của con em địa phương. Tại huyện Tuyên Hóa, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã đến dự khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu và thăm trường Trung học cơ sở Đức Hóa, mầm non Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Văn Tuân ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và toàn thể các em học sinh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cần thường xuyên quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Các em học sinh tích cực thi đua học tốt, chăm chỉ học tập rèn luyện để lập nghiệp, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên và học sinh trong nhà trường để đưa nhà trường trở thành điểm sáng về dạy và học trong toàn huyện. Dịp này, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao 30 suất học bổng nâng bước em đến trường, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Quảng Bình trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, đồng chí Trần Văn Tuân đã đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Đức Hóa, trường mầm non Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa nhân dịp năm học mới. Tại huyện Minh Hóa, đồng chí Khâu Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường Trung học phổ thông Minh Hóa. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Khâu Văn Đình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Minh Hóa đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn trong năm học mới 2018-2019, trường Trung học phổ thông Minh Hóa tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Bên cạnh đó,
đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Minh Hòa không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm học mới. Dịp này, đồng chí Cao Văn Đình cũng đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Minh Hòa và trường mầm non Yên Hòa. Tại huyện Quảng Trạch, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Quảng Phương. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Quảng Phương trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn thầy và trò nhà trường khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục khẳng định vị thế của nhà trường bằng các giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, tiếp tục triển khai sáng tạo hiệu quả cả cuộc vận động và cả phong trào thi đua của ngành bằng những nội dung hình thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy học và giáo dục trong nhà trường. Các thầy cô giáo không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, luôn tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đồng chí cũng yêu cầu địa phương tiếp tục có sự quan tâm đối với trường Trung học cơ sở Quảng Phương, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục. Tại buổi lễ, Hội chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo huyện Quảng Trạch và nhà trường đã tặng thưởng cho các em có thành tích học tập tốt và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhân dịp này, đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã đến thăm trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, trường tiểu học số 2 xã Quảng Xuân và thăm trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch. Tại thị xã Ba Đồn, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đã tham dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh có 41 phòng học, được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, phục vụ tốt các hoạt động của nhà trường. Trong năm học 2017-2018, trường có 60 giải cá nhân, 6 giải đồng đội học sinh giỏi khối 12, 6 giải thể thao tại hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh và các tổ chuyên môn có 27 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng có hiệu quả. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Thắng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của nhà trường. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục gặt hái những thành tích cao hơn trong dạy và học. Dịp này, đồng chí Trần Thắng đã trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ngoài ra, cả nhà tài trợ cũng đã trao 11 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự lễ khai giảng năm học mới và trao cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cấp học cho trường tiểu học Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới ghi nhận và chúc mừng những thành tích nổi bật của nhà trường trong năm học vừa qua. Đồng chí cũng tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên toàn trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hơn nữa về chất lượng và hiệu quả giáo dục, tiếp tục giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và danh hiệu đơn vị dẫn đầu cấp học toàn tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Phúc cũng đã đến tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Quang Phú. Tại huyện Bố Trạch, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân đã đến dự lễ khai giảng cùng thầy và trò trường Trung học cơ sở Phúc Trạch. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng những kết quả mà trường Trung học cơ sở Phúc Trạch đã đạt được trong thời gian qua và đánh hồi trọng khai giảng năm học mới. Đồng chí đề nghị nhà trường cần quán triệt tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp và chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019, tiếp tục chấn chỉnh nền nếp kỷ cương, thực hiện tốt phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. Đối với đội ngũ cán bộ và giáo viên phải gương mẫu trong đời sống, tận tụy với nghề, quan tâm giáo dục cho học sinh có động cơ học tập đúng đắn, rèn luyện tính tự lực, chủ động, tự giác trong học tập. Đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ về tình yêu quê hương con người, yêu đất nước cũng như có trách nhiệm đối với xã hội. Tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Minh Ngân và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Lãnh đạo huyện Bố Trạch và Viettel Bố Trạch trao 5 suất quà để hỗ trợ cho các em học sinh trường Trung học cơ sở Phúc Trạch nhân dịp vào năm học mới. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Lê Minh Ngân đã đến thăm và động viên thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi và trường tiểu học số 2 Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Tại những nơi đến thăm, đồng chí mong muốn các trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Ngân và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi và trường tiểu học số 2 Sơn Trạch.
tại thị xã Ba Đồn, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong là ngôi trường có bề dày truyền thống trên 50 năm xây dựng và trưởng thành. Đây cũng là ngôi trường luôn nằm trong top dẫn đầu của tỉnh về số lượng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Năm học 2017-2018 tiếp tục là năm học mà trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi đạt trên 73%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 12 đạt 97,5%. Cũng trong năm học, toàn trường có 52 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, gần 50 giải học sinh giỏi cấp trường. Phát biểu chúc mừng tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả dạy và học của nhà trường trong năm học vừa qua. Để tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục chấn chỉnh nền nếp kỷ cương, tích cực thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Thực hiện đổi mới về phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực sáng tạo và chủ động của học sinh, tổ chức kiểm tra thi cử một cách nghiêm túc. Nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, khắc phục khó khăn để đảm bảo công tác giáo dục thể chất, quốc phòng, pháp luật. Các em học sinh phải có động cơ học tập đúng đắn, phấn đấu nỗ lực từ bản thân mình, nói không với tiêu cực trong kiểm tra thi cử, chăm chỉ học tập, tích cực rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng cùng lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và lãnh đạo thị xã Ba Đồn cũng đã đến tham quan chúc mừng trường Trung học cơ sở Quảng Hoa và trường Mầm non Ba Đồn, thị xã Ba Đồn nhân dịp khai giảng năm học mới. Sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở số 1 Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào giáo dục ở bậc trung học cơ sở của thành phố Đồng Hới. Trong những năm qua, trường Trung học cơ sở số 1 Nam Lý luôn tập trung nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cải tạo cơ sở vật chất, khuôn viên của nhà trường, xây dựng tập thể trường vững mạnh để không ngừng đổi mới chất lượng dạy và học. Với sự nỗ lực của cả thầy và trò, năm học 2017-2018, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn vững mạnh xuất sắc, liên đội vững mạnh xuất sắc cấp thành phố. Xứng đáng là trường đạt chuẩn quốc gia, mũi nhọn giáo dục của Đồng Hới. Tại nhiều kỳ thi học sinh giỏi, trường luôn dẫn đầu với số lượng và tỷ lệ học sinh đạt giải cao. Năm học qua, 541 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, trường có 214 lượt em đạt giải học sinh giỏi các cấp. Trong đó có 184 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 29 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và một em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Đây là giải học sinh giỏi cấp quốc gia duy nhất của thành phố Đồng Hới ở bậc trung học cơ sở. Trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, trường có 79 em trúng tuyển vào trường chuyên Võ Nguyên Giáp. Trong đó có 3 em đầu thủ khoa và 2 em đầu ả khoa. Đặc biệt lần đầu tiên, trường trung học cơ sở số 1 Nam Lý đại diện cho các trường trung học cơ sở trong tỉnh có một sản phẩm nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật được đi dự thi cấp quốc gia. Dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã trao tặng 9 chiếc xe đạp trị giá hơn 10 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Đây là món quà ý nghĩa nhằm động viên khích lệ các em tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên đạt kết quả tốt trong năm học mới. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019, sáng ngày 5 tháng 9, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức trao quà cho các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn. Theo đó, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã trao tặng 1 triệu đồng tiền mặt. Công ty xăng dầu Quảng Bình trao tặng 10 triệu đồng cho trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy. Công ty xăng dầu Quảng Bình cũng đã tặng 10 triệu đồng cho trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình đã đến dự lễ khai giảng và tặng cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh 2 TV trị giá 40 triệu đồng nhằm giúp cho thầy và cô giáo cùng học sinh nhà trường có thêm thiết bị ngay nhìn phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, tiếng trống khai trường đã điểm, hơn 226.000 học sinh Quảng Bình đã chính thức bước vào năm học mới. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã và đang tạo cho mình một tâm thế mới, sẵn sàng, vững tin bước vào năm học 2018-2019 với nhiều kỳ vọng mới, tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ sáng sớm, nhiều bậc phụ huynh đã đưa con em mình đến tham dự ngày khai trường với tinh thần thoải mái, vui tươi, phấn khởi. Tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học đã tổ chức lễ khai giảng đảm bảo được tính trang trọng, ngắn gọn, nhưng vẫn ý nghĩa thiết thực, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi
tiếp thêm động lực cho các giáo viên học sinh hào hứng bước vào năm học mới. Bước vào năm học mới 2018-2019, tỉnh Quảng Bình có 620 trường và cơ sở giáo dục với trên 226.000 học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, ở cấp học mầm non có trên 60.500 em, ở cấp học phổ thông trên 165.000 em, tăng 4,4% so với năm học trước. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của các cháu học sinh lớp 1 và đây là một cái dấu mốc rất là quan trọng của trong cuộc đời của các cháu. Thầy cô mới và môi trường học tập mới chắc chắn là các cháu sẽ rất là bỡ ngỡ, lạ lùng và lo lắng. Vì vậy ngay từ đầu nhà trường tiểu học Đồng Phú và cha mẹ học sinh phụ huynh đã cố gắng hết sức để tạo ra một cái môi trường, một cái không khí thật thoải mái để cho các cháu đến trường khỏi bỡ ngỡ. Đây là lần đầu tiên mà con tôi bước vào một cái môi trường hoàn toàn mới, đó là cái năm đầu cấp đầu tiên của cuộc đời học sinh của con mình. Thì cảm xúc là rất là vui mừng vừa lo lắng và hồi hộp và để chuẩn bị tốt cho con một cái hành trang vững vàng bước vào cái năm học mới này. Tôi đã thường xuyên thủ thị, động viên con, hướng dẫn con những cái cách để có thể hòa nhập tốt hơn với cái môi trường mới. Công tác tuyển sinh đầu cấp mặc dù có nhiều biến động nhưng đã được ngành giáo dục, các địa phương quan tâm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có 351 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 60%. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được chú trọng về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tỷ lệ đạt trên chuẩn ở cả cấp học ngày càng tăng. Ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trạch tiếp tục thực hiện chương trình rô bảy của ủy ban nhân của huyện ủy và cụ thể hóa cái kế hoạch 721 của ủy ban nhân huyện về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý là không đột phá, chỉ đạo thực hiện cái đánh giá xếp hạng trường, đẩy mạnh cái xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiên cố hóa trường học gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 của huyện Quảng Trạch. Trong năm học 2018-2019, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cũng như là các cái ban ngành đoàn thể của xã tiếp tục tuyên truyền là vận động toàn thể là mọi cái tổ chức đoàn thể cũng như là cái sức mạnh tổng hợp của nhân dân để làm thế nào đó tạo điều kiện tốt nhất cho là hội đồng sư phạm tất cả các nhà trường cùng các cái học sinh là thu gặt được nhiều kết quả tốt đẹp nhất trong năm học 2018 và 2019. Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục Quảng Bình đã ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các trường học trên địa bàn tỉnh trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới kỹ năng thực hành, tính chủ động sáng tạo của người học từng bước được nâng lên, chất lượng mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. Trong đó, phải nhắc đến trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, một trong những đơn vị dẫn đầu ở bậc trung học phổ thông của tỉnh Quảng Bình về đào tạo chất lượng cao. Những năm qua, học sinh của trường đã có nhiều thành tích cao trong cả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế, đem lại niềm tự hào cho quê hương Quảng Bình. Trong năm học mới 2018-2019, nhà trường đặt ra 3 cái mục tiêu chính trong cái năm học mới này. Thứ nhất là phải giáo dục đạo đức cho học sinh là vấn đề đầu tiên. Thứ hai là phải nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. Thứ ba là phải tập trung dạy kỹ năng sống cho học sinh để học sinh tiếp cận được với xu thế xã hội trong công nghiệp hóa hiện đại hóa trong xã hội hiện nay. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú là một cái trường chuyên biệt của huyện, đa số con em là học sinh dân tộc của các cái trường vùng sâu ở vùng xa về đây học tập và lưu trú tại trường. Thì mỗi một giáo viên chúng tôi cần phải luôn luôn là nêu cao cái tinh thần đoàn kết và cố gắng tìm tòi những cái phương pháp hợp lý phù hợp để mà giáo dục đối với những cái đối tượng là học sinh dân tộc. Và chúng tôi cố gắng phấn đấu để mà đạt được cái mục tiêu của năm học. Năm học mới 2018-2019 cũng là năm thứ 5 thực hiện nghị quyết số 29 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp nối những kết quả đạt được. Trong năm học mới này, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lý tưởng cách mạng cho các em học sinh. Các trường học đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi. Chú trọng việc tạo dựng cho các em những kỹ năng sống cần thiết để phát triển toàn diện con người và nhân cách học sinh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhà em ở xã Sơn Hóa gần biên giới này cũng rất khó khăn, nhưng xuống đây thì được các cô giáo thầy cô tận tình giúp đỡ. Năm học mới thì em được
các quần áo mới và các đồ dụng cụ mới như sách vở, mực, bút. Năm ngoái thì em đạt học sinh giỏi, năm nay em sẽ cố gắng đạt được thành tích cao hơn nữa và trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Năm học cuối cấp thi là một năm học rất là quan trọng và đánh dấu cái cuộc đời mình, cánh cổng đại học phía trước. Thực sự đối với những học sinh 12 như chúng em cảm thấy rất là lớn lao và đó là một cái bước ngoặt của cuộc đời mình. Thì để chuẩn bị cho cái hành trình đó thì chúng em đã học tập rất là chăm chỉ từ những ngày đầu. Và đến bây giờ thì em nghĩ rằng trong cái giai đoạn nước rút này thì chúng em cần phải cố gắng thật là nhiều nữa. Và em nghĩ rằng em cũng như là những bạn học sinh 12 khác thì nên chuẩn bị cho mình một sức khỏe và tinh thần thật là tốt. Một năm học mới lại bắt đầu với biết bao thuận lợi và khó khăn đan xen. Hy vọng rằng ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, ngành giáo dục Quảng Bình cũng rất cần sự quan tâm từ cả cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong sự nghiệp trồng người. Và trên tất cả, mỗi cán bộ, thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Nhờ công tác chuẩn bị chủ đạo ngay từ ban đầu, đặc biệt là công tác truyền thông quảng bá trước và trong khi hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra, tổ chức các sự kiện bên lề, đón tiếp khách mời, nên hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Các đại biểu và các nhà đầu tư đánh giá cao về quy mô, cách thức tổ chức và hiệu quả của hội nghị. Minh chứng rõ nét là tại hội nghị đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 66 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng chính quyền điện tử cho tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Các ngân hàng thương mại đã trao cam kết thỏa thuận cấp tín dụng cho 9 dự án với số tiền gần 33.498 tỷ đồng. Các đơn vị doanh nghiệp đã tài trợ an sinh xã hội với tổng số tiền 10,56 tỷ đồng. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị sở ngành liên quan cũng đã tham gia đóng góp ý kiến xung quanh công tác tổ chức hội nghị, từ đó rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác hậu cần, phối hợp giữa các ban ngành liên quan. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 đã thực sự gây được tiếng vang lớn, thu hút được số vốn cam kết đầu tư vượt mục tiêu đề ra. Sự kiện quan trọng này cũng mở ra nhiều triển vọng và cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tỉnh Quảng Bình, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, đơn vị liên quan để hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cũng lưu ý, sau hội nghị xúc tiến đầu tư cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các dự án đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kỷ yếu hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018, giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm đầu mối để triển khai nguồn tài trợ an sinh xã hội hỗ trợ cho người nghèo. Sau khi kết thúc chặng 4 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018, chiều nay, ngày 5 tháng 9, ban tổ chức cuộc đua đã tổ chức diễu hành quảng bá cho chặng 5 đua cá nhân tỉnh giờ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 9 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ở chặng 4, cả cua rơ đã xuất phát lúc 7 giờ tại thành phố Vinh, đích đến là Bảo tàng Quảng Bình. Chặng đua này có 3 đoàn nước rút tỉnh điểm ở km 46, 110 và 155. Đáng chú ý, đây là chặng đua mà cả cua rơ phải chinh phục đèo ngang. Đây là ngọn đèo đầu tiên trên lộ trình của giải. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 có 12 đội đua với sự tham gia của hơn 80 vận động viên. Trong đó, có 6 đội quốc tế đến từ các nước Hà Lan, Lào, Campuchia, Philippines, Hàn Quốc, Indonesia. Kết thúc chặng 4, tay đua Carino đội Philippines Navy mang áo số 83 về nhất chặng với thành tích 4 giờ 42 phút 38 giây. Tay đua này cũng là người đầu tiên cán đích trên đỉnh đèo ngang.
buổi chiều cùng ngày tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra cuộc diễu hành quảng bá cho chặng năm đua cá nhân tỉnh Dơ qua các tuyến đường của thành phố Đồng Hới. Chặng năm đua cá nhân tỉnh Dơ diễn ra sáng ngày 6 tháng 9, có lộ trình xuất phát trước khách sạn Cosepco, đi qua đường Quách Xuân Kỳ, đến đường Trương Pháp và về đích trước khách sạn Cosepco. Chặng đua được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Như tin chúng tôi đã đưa, vào lúc 13 giờ 30 chiều hôm qua 4 tháng 9, trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã xảy ra vụ cháy rừng lớn. Đến thời điểm 16 giờ hôm nay 5 tháng 9, vụ cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Theo đó, lửa bùng phát từ khu vực rừng sản xuất thuộc địa phận thôn Hữu Hầu, xã Võ Ninh, sau đó lan rộng trên địa bàn hai xã Võ Ninh và Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế vụ cháy. Khi phát hiện thấy đám cháy thì huy động lực lượng tiếp cận đến đó là đã mất một khoảng thời gian và đám cháy đã bùng phát rất tương đối lớn. Đặc biệt là với cái gió lào thế này, là đám này cháy bùng lên thì cái tàn lửa nó bay theo chiều gió, cách đó vài ba chục mét nó xuống nó vẫn cháy tiếp tục như vậy. Mặc dù là chúng tôi đã huy động 6-7 người đó, kịp thời dân của kể cả xã huyện Lý Thủy đều bị đi về. Sáng nay tôi cũng phải chỉ chiều điều hòng phía đây là kể cả Thanh Thủy, kể cả Cam Thủy, kể cả Hưng Thủy, cái lực lượng các hồ hợp đồng bảo vệ rừng người tôi điều về hết, để lại trong như một số để trực thôi. Ở đây là một cái vụ cháy cũng tương đối là nguy hiểm, và ban chỉ đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo ban chỉ đạo của huyện, hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, đồng thời là triển khai lực lượng tại chỗ gồm có dân quân, rồi là kiểm lâm, rồi công an xã, rồi thì nhân dân, đặc biệt là nhân dân hai xã Võ Ninh và Hải Ninh thì đã tập trung hết lực lượng để làm công tác chữa cháy. Đám cháy này nó cũng kéo dài trên hai xã và thời gian cháy nó cũng tương đối dài, vì do cái tính chất thời tiết nó rất là khó khăn và cái vật liệu cháy nó khô cho nên nó diễn biến rất nhanh, vì vậy cho nên là nó cũng khó khăn cho cái lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Và sau khi mà có cái yêu cầu của ban chỉ đạo của huyện ấy, Quảng Ninh ấy, thì tỉnh cũng đã chỉ đạo các cái lực lượng cơ động nhanh như là tiểu đoàn 42, quân sự tỉnh, rồi thì là công an phòng cháy chữa cháy tỉnh, rồi thì lực lượng bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn cũng đã cơ động nhanh đến ở cái địa bàn này để hỗ trợ giúp cho cơ sở, đặc biệt là giúp dân để ngăn chặn ngay cháy rừng. Theo các cơ quan chức năng cho biết, đến 3 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 9, vụ cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, sau đó, đến 8 giờ sáng ngày 5 tháng 9, lửa lại bùng phát trở lại. Thời điểm xảy ra cháy lúc nhiệt độ lên cao, nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày cùng với gió nam thổi mạnh nên xảy ra nhiều điểm cháy cùng một lúc. Bên cạnh đó, công tác chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi cát, xe chữa cháy khó tiếp cận hiện trường, phương pháp chữa cháy chủ yếu thủ công. Cháy ở trên cát thì nó khác với cái cháy ở trên địa bàn rừng núi. Và trên cát thì chúng ta nghĩ là đơn giản thì nó bằng, nhưng mà thật ra thì nó hết sức phức tạp, rồi nó có cháy mặt, rồi là cháy tán, rồi thì cháy ngầm. Vì vậy cho nên là cái dụng cụ để mà chữa cháy trên cát thì chủ yếu là cái sên, rồi thì rửa, rồi cuốc, rồi để mà làm thế nào đó để cao thật nhanh cái vật liệu cháy ở trên mặt đất ra khỏi cái đám cháy, rồi sau đó thì dùng cát để mà dập lửa, dùng sên xúc cát để dập lửa, thì đó là một cái phương pháp tối ưu nhất. Nếu như trời tiếp tục nắng nóng, gió mạnh thì nguy cơ cháy là rất là tiềm ẩn, rất là cao, 24/24 báo cáo anh rất là cao, và khi đã xảy ra rồi thì thiệt hại rất là lớn, vì cái đám cháy nó loang rất nhanh, thiệt hại lớn, và khi đã cháy là cái chết đó. Nói thật với anh là cháy như thế tỷ lệ, nếu như mới bây giờ đêm nay có mưa lớn này thì may lắm là tỷ lệ cây sống được cỡ khoảng vài 30%, còn không là cỡ khoảng được 10-15% cây sống thôi. Đây bảo gái là thiệt hại là lớn nữa. Vụ cháy kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hecta rừng, trong đó phần lớn là rừng trên 15 năm tuổi của các hộ dân và đơn vị chủ rừng là xã Võ Ninh, xã Hải Ninh và Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy lớn này. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 5 ngày 6 tháng 9,
Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 56 đến 92%. Khu vực thị trấn Quy Đạp mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 56 đến 92%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm 58 đến 84%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 56 đến 92%. Khu vực thị trấn Hoan Lão mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm 58 đến 84%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 80%. Khu vực thị trấn Quán Hầu mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 54 đến 80%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 80%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 9, mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 95%.